Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian năm 2001 Tập 47 đồng. Xin chào chư vị đồng tu chào mọi người Xin mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra Trang thứ 15 Bắt đầu xem hàng thứ ba của Kinh Văn Tuệ Trang Nghiêm Cố Năng Đoạn Nhất Thiết Phân Biệt Vọng Kiến Ở trên là nói Thập Thiện Nghiệp Đạo thực tiễn vào trong lục ba la mật của bồ tát đây là một đoạn cuối cùng bát nhã ba la mật giới định tuệ tam học là ba nguyên tắc Mà mười phương Ba đời tất cả chư Phật Từ sơ phát tâm Mãi đến viên mãn Bồ Đề Nhất định phải tuân thủ Ba điều này Định Là thể của tâm tuệ là quán chiếu của tâm giới là hành vi của tâm cho nên gọi nó là tam học cũng gọi là tam bảo tuệ là phật bảo định là pháp bảo giới là tăng bảo đây là chúng ta gọi Phật Pháp Tăng Tam Bảo Tam Bảo đầy đủ Gọi là hành đạo Bồ Tát Gọi là học Phật Ba điều thiếu một điều Thì chắc chắn không thể thành tựu Cổ nhân nói Ba điều này dí như ba chân của cái giạc Thiếu một chân Đều bị ngã đổ ngay Sẽ không thể đứng vững. Vì vậy chúng ta muốn học Phật Ba điều này Không thể không xem trọng Vô lượng vô biên pháp môn Các vị hãy suy nghĩ thật kỹ Nếu bạn đem nó quy nạp Cuối cùng quy nạp thành ba điều này Cho nên tam học là tổng cương lĩnh hành môn của bồ tát kinh thập thiện nghiệp đạo là giới học là đại căn đại bản ở trong giới học chúng ta ở trong đời sống thường ngày khởi tâm động niệm lời nói việc làm đều tương ưng giới thập thiện thì người này là học phật rồi nếu như vẫn cứ tương ưng với thập ác đó là đi ngược lại với phật pháp rồi càng đi càng xa dứt khoát không được cho rằng giới nho nhỏ có thể bỏ đi cái tư tưởng này thời cận đại vô cùng thịnh hành. Thậm chí là chúng ta lúc đang thọ giới, khi tôi thọ giới, pháp sư ở trong giới đàn thầy truyền giới cũng đều nói giới nhỏ nhỏ có thể bỏ đi, cho rằng đại giới chúng ta phải giữ không được phép phạm, giới nho nhỏ thì không sao cả ngày nay phật giáo suy di suy đến mức độ này nguyên nhân gì vậy giới nho nhỏ có thể bỏ đi hỏng tại chỗ này đâu biết rằng tích tiểu ác sẽ thành đại ác lơ là việc thiện nho nhỏ rồi thiện nho nhỏ mà lại không chịu làm Ác nho nhỏ Bản thân lại không thể ngăn cấm Cho nên Tuy cả đời học Phật Cuối cùng Vẫn không tránh khỏi đọa ác đạo Cái nguyên nhân này Ở chỗ nào Chúng ta nhất định phải hiểu rõ Nhất định phải sáng tỏ Người tu hành chân chánh quan niệm của họ hoàn toàn ngược lại với chúng ta việc thiện nho nhỏ họ chịu làm việc ác nho nhỏ họ rất cẩn trọng họ đều không phạm cho nên họ có thể thành tựu đây gọi là trí tuệ chân thật Người thế gian là không giặc mà hư diệt lớn. Sáu cương lĩnh của pháp hành Bồ Tát. Năm điều phía trước đều là chú trọng ở trên sự. Một điều này là ở trên lý. Điều này phải làm như thế nào vậy? Phật ở trong kinh luận nói với chúng ta rất rõ ràng, lìa vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, chính là tuệ. Trong kinh Bát Nhã nói Tam Luân Thể Không. Chúng ta tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Lìa tất cả tướng Tu tất cả pháp Đây gọi là bát Nhã Ba La Mật Cho nên bát Nhã Không thể tách rời Năm phần phía trước Tách rời Năm phần phía trước Thì bát Nhã tan thành mây khói Bác nhã đó chỉ có lý Không có sự tan thành mây khói rồi cần phải có lý có sự mới viên mãn không đến nỗi lệch về một bên thế tôn năm xưa còn tại thế chúng ta đều đã từng nghe qua chính bản thân ngài giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Ở trong 49 năm đó đã dùng 22 năm để giảng Bát Nhã. Chúng ta nhìn từ lịch sử mới biết Phật giáo hóa chúng sanh đích xác là lấy bát nhã làm trung tâm nếu như không có bát nhã năm điều phía trước là thiện bố thí đến thiền định đều là thiện bạn tu bố thí tu trì giới tu nhẫn nhục tu tinh tấn. Bạn tu bốn điều phía trước thì quả báo của bạn ở trời dục giới. Nếu như bạn tu thiền định thì quả báo của bạn ở trời sắc giới, trời vô sắc giới. Hưởng phước trời không ra khỏi tam giới. Nếu như có bát nhã ba la mật ở bên trong Liền thoát khỏi tam giới Không những thoát khỏi tam giới Hơn nữa thoát khỏi mười pháp giới Vậy mới đạt được thành tựu cứu cánh viên mãn Bác Nhã tuy là giảng 22 năm Giảng nhiều như vậy Nếu như các vị đọc Kinh Đại bát Nhã là bộ kinh lớn nhất ở trong kinh Phật. Hoa Nghiêm mới chỉ có 80 quyển. Kinh Đại Bát Nhã có 600 quyển. Bên trong câu lặp lại hơn cả một ngàn lần dạng lần. Cho nên có người nói người Trung Quốc không thích lặp lại người trung quốc từ xưa thích đơn giản rõ ràng văn tự ngôn ngữ đều coi trọng đơn giản chính yếu vừa rõ ràng vừa đầy đủ đây là tiêu chuẩn ngôn ngữ văn chương vào thời xưa có thể đạt đến tiêu chuẩn này là văn chương hay ngôn ngữ hay mới không rắc rối thế nhưng tập tánh của người ấn độ với người trung quốc không giống nhau người ấn độ ưa thích lặp lại liên tục lặp lại hết lần này đến lần khác chúng ta thử suy nghĩ thật kỹ nó có cái hay của nó khuyên bảo nói một lần vài lần người liền quay đầu giác ngộ ít lắm bao giờ cũng ngàn lần dặn dò dặn lần nhắc nhở họ mới quay đầu mới thật sự giác ngộ đối với người trung quốc hiện nay mà nói cái phương pháp này của phật pháp có hiệu quả phương pháp cổ xưa của trung quốc chúng ta tuy hay nhưng hiệu quả không bằng phật pháp phật pháp coi trọng việc lặp lại liên tục cho dù bạn đã quay đầu rồi đã giác ngộ rồi đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh rồi vẫn phải lặp lại như vậy nguyên nhân gì vậy bạn giác ngộ rồi với người khác chưa giác ngộ Phật Pháp lấy lợi ích chúng sanh Làm hàng đầu Sau đó mới là tự lợi Sự khác biệt giữa Đại Tiểu Thừa Quả thật mà nói là ở điểm này Pháp Đại Thừa là lấy lợi ích chúng sanh làm hàng đầu Cho nên đem từ bi đặt lên phía trước pháp tiểu thừa là lấy tự lợi làm hàng đầu cho nên đem tịch tịnh đặt lên phía trước cái mà trung quốc tiếp nhận là pháp đại thừa ở trong từ bi tu tịch tịnh đây là tự tha lợi đôi đường tịch tĩnh là thiền định từ bi thực tiễn trong bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn nếu như tách rời bốn điều phía trước này thì từ bi chỉ là lời nói xuông từ bi phải thực tiễn vào trong đời sống thường ngày ý nghĩa phần trước cũng đã báo cáo qua với các vị rồi tâm bố thí nhất định không thể đoạn bố thí là lợi ích chúng sanh lợi ích chúng sanh khổ nạn những người nào có khổ nạn? Tam giới sáu cõi, người nào cũng có khổ, cũng có nạn. Chỉ là khổ nạn mà họ tiếp nhận khác nhau mà thôi. Có một số người bất kể ở tinh thần vật chất, thân tâm đều chịu khổ nạn rất đáng thương. Có một số người hưởng thụ vật chất rất đầy đủ, thế nhưng trong tinh thần bị khổ nạn. Có một số người hưởng thụ tinh thần đầy đủ, thế nhưng trên đời sống vật chất có khổ nạn. cho dù người phước báo lớn nhất ở trong tam giới trong kinh phật thường hay nêu điển hình như đại phạm thiên dương ma hê thủ la thiên dương đây là người phước báo lớn nhất ở trong tam giới họ có khổ nạn không họ có họ có khổ nạn gì vậy không ra khỏi luân hồi đây là khổ nạn của họ không ra khỏi luân hồi hay nói cách khác là nhất định phải tiếp nhận luân hồi họ hưởng hết phước trời rồi nhất định phải đòa lạc vô lượng kiếp đến nay khởi tâm động niệm lời nói việc làm đều là thiện ác xen tạp không có thuần thiện cũng không có thuần ác chỉ là thiện nhiều hay là ác nhiều. Tất cả chúng sanh thọ báo khác nhau. Mỗi một người đều là tự mình tạo, tự mình nhận. Nếu như chúng ta hiểu rõ rồi, hiểu sáng tỏ rồi, trí tuệ chúng ta liền khai mở ngay tuyệt đối sẽ không quán trời trách người người khác cám dỗ bạn tạo tội tại sao bạn tiếp nhận vẫn là trách mình không thể trách người khác họ cám dỗ ta tại sao ta không cám dỗ họ ác có nhân trước Nhân duyên quả báo Không mảy may sai chạy Cho nên Phật dạy chúng ta Phải có định Phải có tuệ Có định Có tuệ Thì hành vi của bạn Sẽ tương ưng với giới Nói đến giới học là Nói nghĩa rộng Nhất định không phải nghĩa hẹp Hiện nay rất nhiều người học Phật Nghe đến giới Liền nghĩ đến ngũ giới Giới tỳ kheo Giới tỳ kheo ni Giới Bồ Tát Đều nghĩ đến những thế này Là phạm vi quá nhỏ hẹp rồi Đây là Phật dạy người mới học Dạy Bồ Tát Không phải cái cách dạy này Nếu như các bạn xem Tứ Thập Hoa Nghiêm Tứ Thập Hoa Nghiêm Ba đoạn phía trước tỳ kheo kiết tường vân là nói phật bảo tỳ kheo hải dân đại biểu pháp bảo tỳ kheo diệu trụ đại biểu tăng bảo Cái mà bên trong đó nói Với cái mà Đại Thừa thông thường nói Chỉ hơi có chút khác biệt tỳ kheo kiết tường vân Dạy chúng ta Dạy thiện tài chính là dạy chúng ta Pháp môn niệm Phật Pháp môn niệm Phật Chú trọng ở niệm Phật tam muội Chú trọng ở định học tỳ kheo hải vân Đây là nói Pháp pháp chú trọng ở trí tuệ tỳ kheo diệu trụ chú trọng ở giới hạnh cho nên ba cái mà họ đại biểu là tam học giới định tuệ phật pháp tăng tam bảo định giới tuệ có thể thay nhau làm thể dụng định là thể định khởi tác dụng chính là tuệ tuệ là thể tuệ khởi tác dụng chính là định định tuệ là một chẳng phải hai thử xem giới học mà tỳ kheo diệu trụ nói là quá rộng lớn Ngài đại biểu đại thừa. Ngài nói ra 18 loại giới, chính là 18 loại lớn của giới học. Điều đầu tiên chính là tâm đại bi. Ở trong giới điều, chúng ta không nhìn thấy tâm đại bi. Điều đầu tiên là đại bi. Giới không bỏ tâm đại bi. cho nên bồ tát niệm niệm phải bi mẫn tất cả chúng sanh giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui cái gì là khổ lục đạo thập pháp giới là khổ làm sao giúp họ thoát khỏi lục đạo thoát khỏi thập pháp giới được vui là gì vậy chứng được nhất chân pháp giới cái đó là vui. Tiêu chuẩn của liệt khổ được vui được ấn định ở chỗ này. Không phải nói, bạn ngày nay không có ăn, chúng tôi tặng một ít tài vật cứu giúp bạn, để bạn được no đủ, là bạn liệt khổ được vui. Đây là việc nhỏ, tâm thương dũng dặt. tiêu chuẩn khổ lạc đích thực là làm thế nào có thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi thoát khỏi mười pháp giới đây gọi là phật pháp đại thừa mục tiêu cuối cùng của đại tiểu thừa cũng có khác nhau Mục tiêu cuối cùng của tiểu thừa là Thoát khỏi sáu cõi luân hồi Liệt khổ được vui Mục tiêu cuối cùng của đại thừa là Thoát khỏi mười pháp giới Cái này không giống nhau Cho nên tiểu thừa chứng được quả A-la-hán Họ liền cho rằng Đó là viên mãn rồi A-la-hán thoát khỏi sáu cõi luân hồi Bồ-tát thì không được Bồ Tát phải thoát khỏi mười pháp giới A-la-hán còn ở trong mười pháp giới Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật Đây là mười pháp giới Cho nên A-la-hán Có thể đạt đến định là được rồi Chúng ta thấy trong Kinh Lăng Nghiêm Định thứ 9 Là thoát khỏi Sáu cõi định cao nhất của sáu cõi là định thứ tám chúng ta gọi là tứ thiền bác định cái này không thoát khỏi tam giới đến định thứ chín là thoát khỏi rồi thế nhưng định không thể thoát khỏi mười pháp giới nhất định phải khai tuệ sau khi trí tuệ mở rồi là có thể thoát khỏi mười pháp giới Quả báo của họ là Nói rất rõ ràng Đoạn được tất cả phân biệt vọng kiến vọng kiến Chính là vọng tưởng Phân biệt Chính là chúng ta gọi là phân biệt Chấp trước Sau khi khai trí tuệ rồi Là có thể lìa tất cả Vọng tưởng phân biệt chấp trước phải làm thế nào giúp chúng ta khai tuệ vậy Chúng ta ở trong đời sống trước mắt đối với tất cả người sự vật dùng hết khả năng không nên phân biệt không nên chấp trước không nên đem những sự việc này để ở trong tâm đem những sự việc này để ở trong tâm chính là vọng tưởng không để nó ở trong tâm thì vọng tưởng sẽ không còn trong tâm nếu quả thật là không phân biệt không chấp trước làm được như vậy thì dễ khai ngộ nhà phật thường nói căng tánh lợi căng tánh độn người căng tánh lợi chính là không đem những thứ này để ở trong tâm vọng tưởng phân biệt chấp trước rất tan nhạt đây là căng tánh lợi phân biệt chấp trước rất nặng là căng tánh rất độn không dễ gì khai ngộ cho nên tổ sư đại đức dạy chúng ta nhìn thấu buông bỏ chúng ta từ chỗ này bồi dưỡng căng tánh đại thừa viên đốn của chúng ta chúng ta thấy từ trong bộ kinh này phật chỉ dạy chúng ta thập thiện là cơ sở của pháp hành cũng chính là cơ sở của giới hạnh thập thiện là thuộc về giới thực tiễn vào bố thí thực tiễn vào trì giới thực tiễn vào nhẫn nhục tinh tấn thiền định bát nhã cái tuệ này là bát nhã thực tiễn như thế nào họ được lợi ích như thế ấy một điều bố thí nói cặn kẽ phần sau đều là nói những điều chính yếu để chúng ta từ một suy ra nhiều nghe một biết mười đến chỗ này là áp dụng vào sáu ba la mật một đoạn này đã giới thiệu đơn giản qua rồi xem trong kinh điển phương pháp sắp xếp đây là đại thừa không phải tiểu thừa đoạn thứ hai dưới đây nói từ bi hỷ xã tứ vô lượng tâm cho nên từ chỗ này thấy thế tôn trước tiên dạy bồ tát sau đó mới dạy đại chúng thiên nhân sau cùng mới khuyên tiểu thừa bạn thấy cách thức sắp xếp, xếp của ngài khiến chúng ta ngay chỗ này có sự thể hội sâu sắc nhìn thấy phật giúp đỡ chúng sanh như thế nào Để ở trong một đời Nhanh chóng viên thành Phật Đạo Xin chào Chư vị đồng tu Chào mọi người Xin mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra Trang thứ 15 Kinh Văn Hàng thứ tư từ trang nghiêm cố ư chư chúng sanh bất khởi não hại dưới đây từ bi hỷ xã đây là nói tứ vô lượng tâm đem thập thiện nghiệp đạo thực tiễn vào trong Từ bi Hỷ xã Ư ừ chư Chúng sanh Bất khởi não hại Một điều này Trong xã hội hiện nay Vô cùng quan trọng cận đại vào thế kỷ này toàn thế giới mỗi một quốc gia khu vực đều đem sức chú ý tập trung vào theo đuổi tiền của đã lơ là nền giáo dục của thánh hiền rồi đặc biệt là nửa thế kỷ gần đây nhất có thể nói là đã mất hết ý nguyện tiếp nhận giáo huấn thánh hiền rồi cho nên mới dẫn đến loạn động xã hội lòng người không có chỗ quay về hậu quả nghiêm trọng là thế giới không hòa bình nếu như chúng ta vẫn không thể tỉnh ngộ ra được vẫn không biết quay đầu cái mà ở trong lời tiên tri cổ xưa nói là ngày tận thế có thể thật sự ứng nghiệm đây là việc rất thương tâm rất đáng sợ chúng ta không chỉ là muốn cứu vãn cái kiếp dần của thế giới ở mức thấp nhất phải biết cứu chính mình phải cứu gia đình của bạn nếu như bạn muốn nghĩ đến làm thế nào cứu giảng mình làm thế nào cứu giãn giận nhà của bạn? Nếu không quay trở lại Giáo huấn của cổ thánh tiên hiền Thì đó là việc không thể Hiện nay cái thế gian này Quả thật mà nói Chỉ có một số người giác ngộ một số người quay đầu sự tỉnh giác của một số người không thắng nổi cộng nghiệp của đại chúng có hiệu quả hay không hiệu quả không thể nói không có không những là ở trong tôn giáo thừa nhận con người là có kiếp sau chúng ta hiện nay nhìn thấy phương tây có không ít tạp chí thư tịch cũng đang nghiên cứu thảo luận tin tức về thế giới tâm linh người phương tây mấy năm gần đây vô cùng hứng thú đối với điều này cũng hy vọng có thể đột phá sự hạn chế của khoa học tìm tòi nghiên cứu sự tồn tại của siêu khoa học chúng ta nghe thấy rồi đây là một tin vui nếu như con người hiểu rõ hơn còn có kiếp sau đời này tu thiện mặc dù có cộng nghiệp bất hạnh chúng ta bị tai nạn thế nhưng họ có kiếp sau kiếp sau nhất định môi trường sống phải đẹp phải thiện hơn đời này từ đó cho thấy hành thiện là chắc chắn có giá trị hành thiện trước tiên phải có cái tâm thiện phật ở trong bộ kinh này dạy chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp đây là tâm thiện cái gì là tâm thiện từ bi hỷ xã là tâm thiện người có thể dùng thập thiện tu từ bi hỷ xã Nhất định sanh thiên Chắc chắn được thiên phước Trước đây Tôi đã từng nghe Có người nói thiên phước trên trời vẫn không thể khiến con người thỏa mãn cũng tức là trên trời tuy tốt vẫn không phải tận thiện tận mỹ trái đất hiện nay cái tình trạng này phát triển tiếp tục không thể dừng có rất nhiều người muốn tìm nơi an toàn để tránh tai nạn tôi thành thật nói với họ trên cái thế giới này không có nơi nào an toàn nơi chân thật an toàn hạnh phúc mỹ mãn mà không có thiếu sót là thế giới cực lạc của a di đà phật tôi đã nghe không ít người nói hiện nay ngay cả quỷ thần cũng hướng về thế giới cực lạc lần này chúng ta có mấy vị đồng tu đến trung quốc để thọ giới trở về cũng nghe thấy cái tin đồn này tôi nghe họ trở về kể cho tôi quỷ thần nhập vào người nói chuyện hơn một giờ đồng hồ họ hiện tại cũng đang nghe kinh cũng đang niệm phật còn mong được quy y sự việc này có thể tin hay không vậy có thể tin bởi vì chúng tôi ở nơi đây tận mắt chứng kiến oán thân trái chủ của lão lâm trưởng chúng ta nhập vào người của một đồng tu tên đỗ mỹ tuyền cũng mong muốn quy y cũng mong muốn nghe kinh cho nên đây là đều có thể tin được sau khi quỷ thần xuất khỏi xác hỏi ông có biết gì hay không ông hoàn toàn không biết ông chỉ cảm thấy rất mệt đầu rất mê man nói chuyện hơn một giờ đồng hồ ông một câu cũng chẳng hay biết giống hệt tình trạng của Đỗ Mỹ Tuyền. Đây là điều chúng ta tận mắt chứng kiến. Chính tai nghe thấy, đây không phải giả. Cái này ở Tam chuyển pháp luân. Trong Phật pháp gọi là Tác chứng chuyển. Họ đến làm chứng minh cho chúng ta. Chắc chắn không phải hư vọng Chắc chắn có đời sau Chắc chắn có kiếp sau Tại sao chúng ta không làm người tốt Gieo nhân thiện Được quả thiện Thể xác sống chết Chẳng sao cả Không đáng để ở trong tâm Người thông minh, người có trí tuệ phải biết mở rộng tâm lượng. Bao dung tất cả. Mở rộng tâm lượng. Trên thực tế, mỗi một chúng sanh tâm lượng đều là trùm hư không khắp pháp giới giới chư phật như lai không hai không khác tâm lượng lớn như vậy tại sao lại biến thành nhỏ hẹp như vậy cái nhân tố này chính là vô lượng kiếp đến nay đã mê mất chính mình trong thuật ngữ của phật pháp nói là đã mê mất tự tánh tự tánh chính là mình bản tánh của chính mình thế là xin khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước Chấp trước càng ngày càng nghiêm trọng Cho nên đem tâm lượng biến nhỏ như vậy Chung sống với người khác Ngăn cách không hòa nhập Như vậy Mới tạo thành Sáu cõi luân hồi Sáu cõi luân hồi Được hình thành như vậy vốn dĩ không có sáu cõi Phật ở trong kinh nói cho chúng ta biết, vốn dĩ là nhất chân pháp giới. Sáu cõi không phải là thật. Không những sáu cõi không phải thật, mà pháp giới bốn thánh cũng không phải thật. Ngày nay trở thành như thế này trách ai đây chỉ trách chính mình bởi vì cái sự việc này bất kỳ người nào cũng không thể ảnh hưởng bạn được quả thật là tự làm tự chịu phật bồ tát từ bi họ là người tái sanh họ nhìn thấy chúng ta mê hoặc điên đảo tạo tác ác nghiệp ở đây chịu khổ báo nên dùng tâm thương xót vô tận đánh thức chúng ta phật bồ tát vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp đánh thức chúng ta sau khi chúng ta nghe rồi phải giác ngộ phải quay đầu quay đầu là bờ tại sao học tập mỗi ngày mà chúng ta vẫn không giác ngộ vẫn không thể quay đầu nguyên nhân ở đâu vậy là vọng tưởng phân biệt chấp trước quá nghiêm trọng rồi cái gì là vọng tưởng phân biệt chấp trước vậy cái mà vọng tưởng phân biệt chấp trước kết thành chính là tự tư tự lợi bạn đem tự tư tự lợi phân tích ra chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước tự tư tự lợi là tập hợp tổng của vọng tưởng phân biệt chấp trước biến thành ra cái thứ này cái thứ này nếu không làm tan ra nếu không thể hóa giải thì Phật Bồ Tát có từ bi đi nữa Cũng không cách gì đánh thức bạn được Bạn hằng ngày nghe Phật giảng kinh thuyết pháp Nghe 49 năm Bạn cũng không biết quay đầu Bạn cũng không biết giác ngộ Đạo lý là ở chỗ này Thế nhưng Phật nói Tất cả chúng sanh nhất định có một ngày Quay đầu giác ngộ Nhưng người đó là người nào Thì rất khó nói Có lẽ Sau vô lượng kiếp Lại vô lượng kiếp sau Ở trong sáu cõi Địa ngục ngạ quỷ súc sanh Phật cũng nói rồi Độ dài của những kiếp đó Đều là con số thiên văn Thọ hết những nỗi khổ này Có lẽ bạn sẽ giác ngộ Sẽ quay đầu Tướng của giác ngộ Phật Bồ Tát tổ sư đại đức đều gì chúng ta thể hiện rồi. Thế giới thân tâm vạn duyên buông bỏ. Đây là giác ngộ chân chánh. Bạn còn có một mảy may không buông bỏ, bạn chưa có giác ngộ. Buông xả triệt để. sau khi buông xả rồi chắc chắn giống như chư phật bồ tát vậy dùng tâm đại từ đại bi giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn giáo hóa chúng sanh vĩnh viễn không ngừng nghỉ nhà phật thường nói ở trong cửa phật không bỏ người nào câu nói này mọi người đều hiểu rõ nhưng có một số người đối với câu nói này lý giải chưa đủ thấu triệt còn sinh ra nghi hoặc đã ở trong cửa phật không bỏ người nào tại sao phật bồ tát lại từ bỏ tôi tại sao không độ tôi có người nêu ra cái vấn đề này với tôi địa ngục bất không thề không thành phật tôi hiện nay vẫn chưa được độ tại sao bạn thành phật rồi đây là hiểu sai rồi bạn hôm nay có thể nghe được danh hiệu của phật nhìn thấy hình tượng của phật là phật không hề từ bỏ bạn bản thân bạn không thể được độ nguyên nhân ở đâu vậy bạn không nghe lời bạn chưa có y giáo phụng hành Bất kể là Đại Thừa Tiểu Thừa Hiển Giáo Mật Giáo Tông Môn Giáo Hạ Phật đều là dạy chúng ta tu thập thiện nghiệp đạo Thập thiện nghiệp là môn học chung Môn học căn bản Bạn đã làm được chưa? sát san, trộm cắp, dâm dục. Bạn có buông xả chưa? Những thứ này là nghiệp chướng. Những thứ này là gốc rễ của sinh tử luân hồi. Bạn không chịu buông xả, thế thì có cách gì được? Phật không phải không dạy bạn, dạy cho bạn rồi. vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ý ngữ. Đây là gây nên sự xung đột giữa người với người. Sự bất hòa giữa người với người. Tất cả mọi tai hại con người tạo nên là từ đây mà ra Bạn có thể buông bỏ nó Thì thiên tai nhân họa sẽ không còn Tham sân si Mọi người đều biết là Tam độc phiền não Vô lượng vô biên phiền não Đều là từ ba cái này sanh ra và cái này gọi là căn bản phiền não phật thật sự đã dạy chúng ta rồi phật không hề từ bỏ chúng ta do chúng ta tự mình từ bỏ chính mình không phải phật từ bỏ chúng ta buông xả thập ác nghiệp chính là thập thiện nghiệp. Hoàn toàn không phải buông xả thập ác nghiệp, ngoài ra còn có cái thập thiện nghiệp, không có. Buông xả thập ác chính là thập thiện. Chính là tâm thiện. Cái tâm thiện này thực tiễn vào trong đời sống thực tiễn vào trong công việc thực tiễn vào trong đối nhân sự thế tiếp vật chính là phật pháp phật pháp không lìa đời sống thế tôn ở trong kinh văn này nói rất hay kinh văn này không dài tại sao vậy tiện lợi cho người sơ học Học Phật phải bắt đầu học từ chỗ này Giáo huấn của Phật Đà Nhất định phải khắc ghi trong lòng phải y giáo phụng hành phải dùng tâm từ bi đối xử tất cả chúng sanh từ bi chính là tâm thương yêu vô điều kiện chúng ta yêu bản thân dùng tâm thương yêu giống như yêu chính mình yêu thương tất cả chúng sanh cái mà nhà nho gọi là điều mình không muốn đừng trao cho người đây là tâm từ thập thiện thực tiễn vào tâm từ ư chư chúng sanh bất khởi não hại là tuyệt đối không có ý niệm tổn hại chúng sanh Không chỉ là không tổn hại chúng sanh Tuyệt đối không khởi cái ý niệm Khiến chúng sanh vì ta mà sanh phiền não thực sự có thể làm được Điều mà trong kinh điển gọi là Nơi mà Bồ Tát ở khiến tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Cái mà Bồ Tát Di Lặc đã biểu hiện. Đặc biệt là ở Trung Quốc, việc Bố Đại Hòa Thượng đã biểu hiện khiến tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Đó là từ Nội dung thực chất của từ Chính là thập thiền nghiệp không có thập thiện nghiệp thì cái từ đó là giả mạo không phải là thật từ đó cho thấy biết bao nhiêu cương mục mà trong phật pháp đã nói nội dung thực chất của mỗi một cương mục đều là thập thiện nghiệp đạo lìa thập thiện nghiệp đạo thì không cần nói đến phật pháp chúng ta phải biết cái đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật. Nghiêm túc, nỗ lực đoạn thập ác tu thập thiện. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. cẩn dịch viên đạn cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ a con, gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật